Hello, chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club cùng với em Cường và em Yến ha. Chúc cả nhà mình có một buổi chiều xem livestream vui vẻ cả nhà ha. Anh chị mình tham gia vào livestream của anh em tụi em thì cả nhà mình giúp cho tụi em những cái lượt like, lượt chia sẻ và bấm cái nút đăng ký nha anh chị. Và nếu như mà âm thanh hình ảnh cả nhà mình thấy ok rồi thì cả nhà mình comment giúp cho em một cái tín hiệu số 1 cả nhà nhé. Hello, hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư, là em Hoàng Yến, anh Quốc Cường cùng anh em ITP quay lại hỗ trợ mọi người trong phiên giao dịch buổi chiều thứ 6 ngày 19 tháng 4. Anh chị mình cảm thấy âm thanh hình ảnh của anh em ok rồi thì giúp tụi em comment tín hiệu số 1 ở phần chat nha. Hello anh Trung Dũng, chủ tịch phân cấp ITP, em chào anh Dũng Trần, chào anh Duy Linh, em chào chị Lan Anh nha. Chào anh Duy Linh nha, chào anh Nguyễn Phúc Kháng, chào chị Lan Anh, chào anh Nguyễn Đình Triển. Anh chị mình tham gia vào live thì cả nhà mình cố gắng là để lại giúp cho tụi em những cái trái tim nha anh chị. Và bên cạnh đấy thì anh chị mình có thể là chia sẻ cái livestream này giúp cho tụi em ha. Chào chị Cẩm Huyền, chào anh Đông Lê, hello anh Trương, anh Tú, anh Nguyễn Phúc Khánh, anh Nguyễn Đình Triển, em chào anh chị mình nha. Cảm ơn mọi người đã để lại những trái tim ủng hộ cho hai anh em. Em chào anh Quốc Phạm, em chào chị Thủy Chu nha. Anh chị mình theo dõi livestream, mọi người tiếp tục bấm like cũng như là thả tim cho hai anh em nha. Ok, hello cả nhà mình nha. Cố gắng là giúp tụi em những lượt like nha anh chị. Thả like thật nhiều lên cả nhà ha. Like thật nhiều thì thị trường chiều nay cơ hội nó hồi càng nhiều anh chị. Chào anh chị Kim Zinni, chào chị Thủy Mộc, anh chị Thủy Chu, chào anh Quốc Phạm, chị Cẩm Huyền.
3 lần vào con sale, 3 lần lỗ trên 15%, đặc biệt là lần này lỗ 20%. Sale thì bây giờ cái vùng 17.4, 17.5 cũng là cái mốc hỗ trợ chung dài hạn rồi. Mấy con này thì hai kiếm tuần nó đang chỉa xuống như vậy thì anh chị mình cứ từ từ đi anh chị, đừng có vội bắt. Chiều thị trường có hồi tạo phân kỳ không Cường? Hiện tại thì em cũng chưa chắc nha chị. Bây giờ chỉ có nước là nó hồi lên tạo phân kỳ thôi. Thì giả sử cái nhịp phân kỳ này nó hồi thì nó hồi về tầm khoảng 1205 tới 1217. Đó thì hy vọng là thị trường nó chiều nay nó hồi phục anh chị. Hồi phục lên thì nó mới tạo phân kỳ được. Hôm nay thì chúng ta có một cái lượng hàng bắt đáy phiên ngày thứ ba về anh chị, bắt đáy phiên ngày thứ ba về thì theo như anh chị mình thấy là suy nghĩ đúng không, thì khả năng là hôm nay chiều nay một cái lượng hàng lớn về họ cắt lỗ, nhưng mà chưa chắc nha anh chị, chưa chắc nha. Đó, chiều nay thì vừa đi cũng đang ở cái vùng quá bán rồi thì cũng từ từ đã anh chị. Hello anh Lê Huy Bắc nha. Chào anh Trần Nam. PDR âm 15% rồi có bán không? Về tới đây rồi bán gì nữa anh chị? Về tới đây rồi phải cầm thôi. Bây giờ muốn bán nè, muốn bán thì trừ khi là hai kiếm nó phang xuống luôn thì anh chị cũng bán, còn giờ thì từ từ đã. Lòng đau như cắt Cường ơi. Sale thì năm ngoái nó khá là thành công với cái deal phát hành thêm rồi. Năm nay nó chưa tăng được bao nhiêu luôn anh chị. Chưa tăng được bao nhiêu mà nó đập cho sấp mặt luôn. DIG có thể hồi về được đâu. DIG bây giờ mình sẽ có cái hỗ trợ ở dưới 26.5 và nhịp này hồi thì mục tiêu hồi của DIG sẽ là vùng giá 30 ạ. Đất xanh âm 20% rồi nên bán không ạ? Bây giờ bán thì không bán nữa tại vì đất xanh cũng về hỗ trợ rồi, hỗ trợ tuần của nó ở 15.55. Bây giờ mình tranh cái nhịp hồi mình bán thôi. Đất xanh mục tiêu hồi sẽ là 17.6, 17.7 á. Ok nha, này giảm 2% luôn. Ở cái vùng quá bán hoặc bị bán, ác thật. Khách sạn bỏ ra tùm lum hết rồi mà cũng hồi đổi chị. Khá là yếu luôn. Thì không, khách sạn trong khung khách một tao mở cả tuần nay rồi vẫn hồi có nổi đâu. CTS sàn cứng luôn, ghê nhỉ, tụi chứng khoán bắt đầu sàn. Những cái con khỏe nhất bắt đầu lại gãy luôn rồi, giảm bù so với các cái phiên trước đấy. Thị trường chiều nay như thế nào? Thị trường chiều nay thì chúng ta bây giờ có những cái vùng khe mây này, khe mây ở trong khung M15 với khung H1 này.
Mình thì mình đang kỳ vọng chiều nay có những cái sức hút của cái LMA này nó hút lên thôi. Giảm liên tục anh chị, giảm liên tục mấy phiên rồi, cả 100 điểm hơn rồi mà nó vẫn chưa xuất hiện cái lực hồi, chưa xuất hiện cú hồi nữa. Bán nốt tới 1:30. Em cũng nghĩ vậy. Thì tầm sau 2 giờ bắt đầu nó vào cái khe này đây này anh chị. Bắt đầu sau 2 giờ bắt đầu nó có cái khe ở đây. Thì hy vọng là cái khe này nó lên luôn. Sàn thôi à. Sàn 3-4 cây rồi còn còn muốn sàn thêm bạn kia. Nếu mà tính tới cái mức chiết khấu ở thời điểm hiện tại thì em thấy là 3 cây sàn nữa chứ. Nhiều cổ phiếu 20% rồi. Bây giờ anh chị mình để ý nè, nhiều nhóm ngành ví dụ như nhóm chứng khoán này, rồi mấy con mà giảm trước anh chị, rồi nhóm thép như Hoa Sen này, rồi tới kể cả những cái nhóm bất động sản như DG này anh chị không, chỉ cần một cái cây nến trong khung H1 nó kéo lên thôi là có phân kỳ liền. Lại là anh Nam đây, hai em. Ok, hello anh Trần Văn Nam. Tiền nhiều để làm gì là đây chứ đâu. Quan trọng là bây giờ anh chị mình còn tiền thì ngon thật đấy chứ đúng không? Giờ chỉ tội nhất là anh chị nào mình đang cầm gọi là full margin thôi. Quá khó anh chị cầm full margin bây giờ quá khó luôn. Full tiền cứ vào từ từ, nay sàn vào 10%. Nay sàn thì cổ phiếu chiết khấu cả 20% rồi, chỉ vào 10% thì em thấy cũng hơi ít chứ. Ví dụ như sáng nay mình đã vào rồi. Đang cầm full tiền mà cũng hồi hộp theo. Chỉ cần một cây nến xanh mặn lên thôi anh chị là thị trường nó xác nhận nó hồi liền. Đang chờ cây nến đấy, đang chờ cái cây nến 15 phút đó anh chị. BSI sàn luôn, chứng khoán này tăng quá mạnh giờ nó sàn luôn. Ui, VDS sàn luôn, AGR sàn luôn, chứng khoán bắt đầu nó giảm bù anh chị. Mấy con chứng khoán khỏe khỏe đấy, còn mấy con chứng khoán mà giảm trước như con VCI thì hôm nay nó đang chỉnh lại. HCM hôm nay giảm bù luôn này anh chị. HCM nó giảm lại về gần cái vùng mà phát hành thêm luôn. Sáng nay côn mặc zin rồi đúng không Cường? Em thì em đâu biết đâu anh chị. Mình có bị côn cho mình biết, tại vì bây giờ nếu mà có côn mặc zin thì chỉ có những cái tài khoản mà có nhận được tin nhắn thì mới bị côn thôi. Còn em mà em không biết nha. Anh chị mình cứ đồn nhau như vậy nhưng mà mình không có cái thông tin cụ thể nào thì mình không 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 chia sẻ được. Bây giờ kể cả các công ty chứng khoán khác thì họ vẫn chỉ báo cái việc là côn margin hoặc là short sale đối với các cái tài khoản mà nó chạm cái ngưỡng tỷ lệ mà họ phải báo thôi, chứ còn bây giờ đâu thể nào biết được là côn margin ở cái quy mô nào. Côn ở một số kho à, mình thì mình không biết anh chị mình nói thì mình đọc comment thôi chứ mình không biết nha.
côn lai rai thôi chứ chưa côn hàng loạt. Quan trọng bây giờ chị muốn côn hàng loạt thì anh chị mình đâu biết được là cái tỷ lệ margin của đại đa phần tài khoản bao nhiêu đâu. Ví dụ bây giờ nhiều người họ đang nắm tỷ lệ tiền hàng 50-50 chứ còn chưa dùng margin. Có nhiều người vẫn đang nắm full tiền mà có nhiều người thì dùng margin ở cái tỷ lệ thấp. Giả sử 0.9 thì có mà giảm chẳng bao giờ côn được. À, chờ một cây nến xanh mạnh trong khung 15 phút thôi anh chị. Giờ có cái khe ở đây rồi, cả nhà mình thả tim mạnh mạnh lên chị. Thả tim mạnh cho cái khe này nó hút lên cái coi. À, mấy lần trước thì bị lọt khe đúng không? Thì hy vọng lần này nó sẽ chui khe đi lên. GVR vùng này cân được chưa? Ở đây mà nó có cái khách sạn nó thì đẹp anh chị, còn giờ nó chưa có. Và bây giờ theo mình thì anh chị mình nên chờ cái vùng giá 25.9 VCI vẫn sáng, tại vì VCI nó giảm trước rồi, mấy con chứng khoán kia nó chưa giảm mà giảm bù anh chị. VCI nó giảm trước rồi này, thậm chí là cái hỗ trợ bên dưới bây giờ là 43.85. Hôm nay nhiều con cả nhà mình thấy nó đâu giảm nổi đâu, không giảm nổi tại vì giảm nhiều quá rồi. Một mình SHB gánh cả thị trường, SHB vẫn tăng được 0,05. Đúng rồi, đa số đã đều giảm tới 20% rồi, một số chưa giảm đang giảm bù. Chính xác, mấy con chứng khoán hôm nay giảm nó giảm bù so với cái nhóm ngành anh chị. SSI vào giá nào em? Bây giờ SSI sẽ có căn cứ hỗ trợ bên dưới ở 32.45, về đó mình tham gia thì sẽ hợp lý hơn ạ. 32.45 hỗ trợ bên dưới. Còn hiện tại là khả năng là nó vẫn còn cái đà giảm tiếp. Chào hai anh em nha. Ok, em chào anh Nguyễn Hoàng, chào anh Linh Nguyễn, hello anh Nam Lê nha. Thì bây giờ cả phái sinh với cả cơ sở đều có cái khe này, một cái thứ hai là đều đang có khả năng tạo cái phân kỳ trong khung M15 phút. Thì ở đây mình nghĩ là anh chị mình đã cầm tới đây rồi là không nên bán nữa rồi, cố lên anh chị. Cầm tiền đã anh em trừ 50 điểm nữa à. Bình thường thôi anh chị, thị trường là vậy mà. Lúc mà ở 1.250 thì kỳ vọng về 1.200 để mà mua đúng không? Lúc mà về tới đây rồi thì kỳ vọng về tới 900 để mua. Chiều nay hồi mạnh chứng hồi trước tạo tâm lý. Cái nhóm mà nó gãy trước là nhóm thép anh chị. À, ví dụ trong nhóm mình cho chị mua HPG từ 28, bây giờ nó còn đang dưới 28 nhá. Coi như là HPG nắm cả tháng nay đánh trung hạn vẫn chưa có ăn đây anh chị. Mặc dù thì HPG thì lỗ thì chưa có lỗ nhiều nhưng mà chả có ăn thôi. Cả một năm nay thì đánh chị thấy là chỉ có banh thôi, banh là nó vẫn đang còn gọi là
So với cái để mua trung hạn thì băng vẫn đang còn cao hơn cái nền giá cũ. Còn bây giờ thép rồi chứng khoán rồi bất động sản anh chị nó đều về hết cái nền giá cũ rồi. Bây giờ chờ cái khe mây nó hút lên thôi. Mình thì hôm nay mình mở mua rồi, hôm nay mở mua rồi cho nên đang khấn anh chị. Mua từ sáng rồi nên đang khấn thôi. Đúng kế hoạch thôi. Bây giờ mình kêu là về tới 1180 mình bắt đầu mình mở mua thì mình mua đúng kế hoạch của mình thôi. Đang phun hàng nó hết đầu á ạ. Thị trường đang hồi rồi, mọi người cố lên. Nó đang có cái eo mây cả phái sinh này, cả khung cơ sở của 15 phút này. Một hai một một bảy hai rồi loanh quanh cái vùng này cả mấy năm nay rồi chưa lên được. Bắt đầu phái sinh hồi anh chị, bắt đầu phái sinh hồi rồi. Đang có cái tín hiệu là MACD nó cắt lên cái đường signal này. Hôm nay là em mua đấy, còn anh chị mà mình không mua thì chờ cái tín hiệu rõ nét hơn về cái việc thị trường tạo đáy. Hôm nay mình bắt đầu mình mua rồi, còn để mà nhồi mặt zin vào thì mình sẽ chờ cái tín hiệu đảo chiều trong khung ngắn hạn. Múc múc lên luôn xem nào. Không lẽ bây giờ thị trường chiết khấu hơn 100 điểm mua mà vẫn chết thì mình cũng thấy hơi hơi ghê ghê anh chị. Đúng không? Thị trường một giảm 100 điểm rồi, giảm cả 10% rồi mua mà vẫn lỗ cũng thấy nể luôn. Nể với thị trường Việt Nam luôn. Đã bắt đầu có cây nến xanh rồi. À, thì theo kế hoạch thì nói với cả nhà mình rồi đúng không? Mất đi 1.244 thì anh chị mình chờ đợi ở cái vùng cân bằng trung hạn là 1.180 tới 1.205 này. Ở cái vùng này thì chúng ta mua, chúng ta không đánh ngắn hạn được mà chúng ta sẽ mua để mà đầu tư chung và dài hạn. Đó, thì bây giờ mình nói như thế nào thì mình làm đúng kế hoạch thôi. Tại vì mua ở vùng này là cái vùng mà anh chị mình thấy là chiết khấu tới gần 100 điểm rồi, khoảng 100 điểm rồi. Thì cái xác suất mà cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro nó cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro nó cực kỳ cao anh chị. Tại mua ở đây thì cái điểm cắt lỗ nó gần mà cái điểm lợi nhuận nó sẽ xa. Rồi, hợp pháp về tham chiếu rồi. Hòa Phát mua 28 chết thì cũng chịu thôi anh chị, tại vì bây giờ mình đã mua cái giá vốn còn thấp hơn cả giá của tổ chức mua mà. Tổ chức thì họ đánh break out cái vùng 29 mấy mà bây giờ mình mua từ 28 mà mình còn chết nữa thì thôi tổ chức chết hết. Nó đang cố gắng tạo phân kỳ ở đây anh chị, kiên nhẫn chờ đợi nha. Nó đang cắt lên được signal rồi nè. Bây giờ chỉ cần cái MACD nó cắt qua zero nữa thì cái việc mà nó về tới ngàn hai hoặc là 1225 là cái biên trên của cái Bollinger Band khung khung M15 là cái chuyện đấy mình nghĩ là khả năng cao xảy ra. Cái này phái sinh nha. Còn cơ sở là tầm 1210 tới 1205. Hôm nay mới nhìn rõ em Yến. Ngồi nhìn em Yến hay hơn nhìn bảng điện. Thì xu hướng của mọi người thì thích gì một cái tích cực đúng không? DG cũng vậy, hôm nay giảm qua giá đã đúng rồi, cho nên là nhịp này mà anh chị mình chết thì coi như là tổ chức cũng chết hết. Coi như là nhịp này nếu mà chết như vậy thì có một cái khối là thắng anh chị là khối ngoại. Khối ngoại họ bán từ rất sớm. Đó, nhịp này mà thị trường mà làm như vậy thì chỉ có khối ngoại có lời thôi. Còn anh chị mình nhìn cái thống kê tổ chức đúng không? Các cái giao vốn của tổ chức thì họ mua còn thấp hơn cả đang hiện tại đang giá hiện tại còn thấp hơn cả cái giá người ta mua.
Được một cái tích cực là hiện tại cả nhà mình thấy là cái dòng tiền lớn anh chị nó vẫn chưa thoát ra, anh chị vẫn chưa thoát ra đâu, vẫn chưa thoát ra hết đâu anh chị, cho nên tiền vẫn ở đang ở trong chứng khoán. Cái vấn đề bây giờ là chúng ta cần một cái sự cân bằng của thị trường để mà các tay to cá mập họ có cái điều kiện họ xoay sở anh chị, họ cân đối lại cái vị thế thì bắt đầu thị trường mới lên được trong ngắn hạn cả nhà ha. Còn nếu mà sập thêm thì mình nghĩ ngay kể cả tổ chức hay là khối ngoại thì họ cũng sẽ ra thôi, tại vì cái vùng chặn lại cho một cái xu hướng trung hạn hiện tại đang là 1.250, mất đi cái vùng này thì gần như là cả tay to họ thoát ra hết, chấp nhận lỗ luôn. À, tiền lớn thì chưa thoát ra đâu anh chị. À, tại vì bây giờ anh chị để ý này, HBG đúng không? Một cái cây mà nó nổ lên như vậy, bao nhiêu người vào từ cái cây này mà bây giờ cái giá của hiện tại đang thấp hơn cả cái cây này. Giờ mà có một cây thanh khoản lớn nó quét xuống thì mới chúng ta mới đáng sợ, còn bây giờ chưa, thanh khoản vẫn còn lèo tèo lắm, người ta chưa thoát ra. À, bây giờ chỉ có anh chị nào mình tài khoản lớn mà mình đánh băng từ đầu năm tới giờ thì bây giờ vẫn có lãi thôi, còn bây giờ mà tài khoản lớn mà tham gia vào cái dịp này ở trong các cái nhóm ngành khác thì gần như là về mo rồi. Nước ngoài bắt đầu mua rồi, hiện tại nước ngoài hiện tại giá trị bán là hơn 228 tỷ. Đang mua DIG này, Vinamilk, GEC, VCI, FTS, Hòa Phát. Cố gắng nào, cố gắng lấy lại trên những cái vùng những cái vùng cân bằng của khung 15 phút để tạo phân kỳ anh chị. Xác nhận cái tín hiệu này thì chúng ta sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Phái sinh bây giờ chỉ cần lấy lại trên 1205 thôi là đẹp. Nước ngoài quay lại mua DIG mạnh lắm. Dịp này chỉ mình thấy là khối ngoại có lời thôi. À, đang lại 10% một tuần vừa rồi, âm ngược lại 15% sợ thật. À, cho nên cả nhà mình thấy là anh chị mình đầu tư trên thị trường thì đừng có nghe hô hào anh chị. Ở đây anh em tụi em đều đưa ra các cái góc nhìn đa chiều, một cái khách quan nhất có thể cho cả nhà mình ha. Chưa bao giờ tụi em hô hào gì cả, anh chị chỉ đưa ra các cái kịch bản và các cái phương án xử lý cho cả nhà mình hành động. Còn anh chị mà mình trên thị trường này mà gặp những cái ông hô hào thì thua. Hô hào mới dễ chết anh chị, nó không có sự khách quan. Mình chưa bao giờ mình hô hào cả, mình chỉ là nhận định thị trường thôi đúng không? Nhận định nó có cái kịch bản nào xảy ra và hành động là gì thì tụi em chia sẻ với cả nhà mình thôi chứ chưa hề hô hào luôn. Hô hào mà lỡ không may mà đoạn vừa rồi mà cầm full tài khoản ở 1290 nữa thì tiêu. KSB giá 23 xử lý sao Yến? Bây giờ các cổ phiếu thì mình đều chờ nhịp hồi xử lý thôi. KSB thì hồi lên 22.2, 22.3 để cho mình cơ cấu ạ. Bây giờ anh chị mình thử nhìn lại coi mấy cái kênh livestream mà hô hào cho cả nhà mình đấy, trong giờ giao dịch thì không dám like, bắt đầu ngoài giờ giao dịch thì cái gì cũng nói đúng, cái gì cũng hô lên được, cuối cùng giờ chảy đâu. À, đợt 1080 cường hô mọi người múc, ai không múc thì thiệt. À, thì có cái đợt đấy thì mình thấy khá tự tin với thị trường ấy,
Đợt đấy thì có nhiều yếu tố mình tự tin lắm. Giả sử đợt đấy thì ở đây này, giao găm tuần ở đây này, vừa có khách sạn đúng không, bên dưới là vừa có cái hỗ trợ bên trên, vừa có cái lực hút lên, thì gọi là tự tin, gọi là hô cho chị mình mua thôi. Còn đợt này thì đã thấy cái phân kỳ này rồi mà ai mà dám hô mua lên thì cũng nể thật. Đích nó thật là con hàng đầu tư thứ thiệt, tay mua ở đây không biết là tay nào. Sáng giờ thì có nhóm dầu khí là đang săn lên vậy. Đa phần các nhóm ngành khác đều đỏ lẻ hết rồi. Chứng khoán thì có con VCI đang gọi là cân cân đối lại, đang cân lại. Hoa Theo sen em mình nói là cân được chị Yến, bây giờ hoa sen mình không cân nữa, hoa sen mình chờ hồi thôi. Hoa sen mục tiêu hồi 21.4 chờ tới 22 để mình xử lý á. đúng đấy anh Cường, đẳng cấp nằm ở trực tiếp phân tích trong phiên mới khách quan và chính xác nhất. Thì cơ bản bây giờ anh chị mình thấy là bây giờ mình nói là mình kẹt hàng đúng không, thì ok mình nói mình kẹt hàng thì mình đầu tư mà, đầu tư đâu thể nào đúng mãi được anh chị. Ở đây thì mình cũng đang chờ hồi để mà mình mới mua hàng mà, cho nên là phải chờ hồi chứ, chờ nó lên đây chứ. Nhịp này đánh T cộng thôi, còn bây giờ anh chị mà mình muốn đánh dài á, muốn đánh dài và vô một cái nhịp chắc luôn á, đó thì phải chờ. Hiện tại điều kiện đầu tiên là thị trường nó chiết khấu đúng không, điều kiện đầu tiên là thị trường nó đã chiết khấu ở trong cái khung trung hạn, là về tới quanh cái vùng cân bằng trung hạn rồi, đó là một cái điều kiện mà mình thấy là tích cực. Nhưng mà cái điều kiện thứ hai để mà anh chị mà mình chơi mà nhồi full margin vào á, là phải chờ cái đồ thị ngắn hạn này này nó có cái tín hiệu đảo chiều anh chị. Có nghĩa là bây giờ anh chị mình nhìn MACD đúng không, MACD nó mới vừa cắt xuống zero, thì ở đây nó mới chỉ là cái nhịp giảm đầu tiên cho một cái xu hướng ngắn hạn thôi. Có nghĩa là trước giờ nó đang down trend này, ở đây up trend này, từ khi có phân kỳ này thì nó đảo chiều xu hướng bằng cái tín hiệu là cắt zero xuống này, là nó đảo chiều từ xu hướng tăng thành giảm đó. Thì bây giờ chúng ta phải chờ nó kết thúc cái xu hướng giảm bằng cái việc là cái MACD này nó cắt lên zero đó, hoặc là cái MACD này nó có phân kỳ trong khung tay ly anh chị, thì là nó có cái tín hiệu đảo chiều trong khung tay ly thì chúng ta mới tham gia vào mạnh tay hơn được. Còn đoạn này thì anh chị mình mua thì tuyệt đối là chúng ta vẫn chưa nên dùng margin anh chị, chưa nên dùng margin nha. Mua ở đây là anh chị mình gom hàng thôi, gom hàng thôi ha. Còn để mà dùng margin thì nó phải đồng thuận, đầu tiên là cái xu hướng trung hạn nó đang là về cái vùng cân bằng, cái thứ hai là đảo chiều từ giảm thành tăng của một cái xu hướng ngắn hạn anh chị ha. Cái đó mới là cái điều kiện đủ để mà chúng ta tham gia margin vào đoạn này. Theo Cường thì nhóm nào hồi nhanh nhất khi thị trường hồi nè, cổ phiếu nào nó giảm càng nhiều trong thời gian vừa qua thì nó hồi càng mạnh chứ. Đầu tiên là chị để nhóm bất động sản này là cái nhóm mà đã chiết khấu khoảng tầm gần 20% rồi, thì mình nghĩ là nhóm bất động sản nó sẽ hồi mạnh nhất. TCH mua giá nào được ạ? Bây giờ TCH nó gãy đi một cái vùng cân bằng trong khung ngày ở giá 15 rồi. Nên bây giờ TCH thì mình sẽ không vào nữa.
gì tầm này nữa thì anh chị, quan trọng anh chị mình gì nở khung nào thôi. Bây giờ anh chị mình cãi nhau với tụi em làm gì, đúng không? Bây giờ anh chị mình nói đao trên, đúng không? Ok, mình thấy đúng, tại vì bây giờ anh chị mình biết anh chị mình đang gì nở khung đồ thị daily. Còn bây giờ mình đang nói ở khung đồ thị tuần, mà đồ thị tuần bây giờ giá ở trên mây đó, hai kiếm nó đang hướng lên thì đang là up thôi. Bây giờ ngồi cãi nhau cái trend làm gì anh chị, quan trọng bây giờ tài khoản của anh chị mình như thế nào rồi, có kế hoạch hành động gì hay chưa thôi. Cường hôm nào rảnh qua anh cà phê chị anh xàm xin nha, ok luôn anh nha. Tại vì một phần anh chị mình phân tích kỹ thuật chỉ là một phần thôi, cái phần thứ hai là anh chị mình phải biết gọi là sử dụng vốn anh chị, phần thứ ba là phải quản lý cảm xúc, đúng không? Giả sử bây giờ ai cũng kêu là giảm về tới đây là cái vùng mua, mà anh chị mình nói ở 2 tuần trước đi, nó 2 tuần trước bây giờ giảm chuyến ngàn hai là mua, nhưng mà bây giờ tự nhiên nó phải giảm về tới đây rồi lại sợ, thì cái đó là anh chị mình chưa gọi là cứng về tâm lý. Có nghĩa là bây giờ trước mình nghĩ vậy nhưng mà bây giờ mình không dám làm là chưa cứng về tâm lý anh chị đó. Quan trọng là bây giờ đúng kế hoạch rồi đó, đúng theo nhận định rồi thì anh chị mình đi vốn như thế nào, đó mới là quan trọng, đúng không? Thì đi vốn như thế nào thì em chia sẻ với cả nhà mình rồi. Bây giờ nếu mà anh chị mình có tiền thì bây giờ xuống đây là nó đang downtrend trong cái xu hướng ngày đó, mà downtrend ở trong cái xu hướng ngày thì nó là một cái cú chỉnh trong cái xu hướng trung hạn nha anh chị. Thì để mà anh chị mình vào ở đây thì anh chị mình chỉ nên vào từng phần với cái tiền thịt đó, còn để mà anh chị mình nhồi margin vào á, thì bắt buộc là thị trường nó phải có cái tín hiệu đảo chiều trong khung daily đó, là những cái tín hiệu ví dụ như phân kỳ chẳng hạn đó, thì anh chị mình vào, anh chị mình nhồi margin vào nó sẽ an toàn hơn. Cho nên là tín hiệu kỹ thuật là một phần. Tại sao nhiều anh chị mình phân tích kỹ thuật rất giỏi nhưng mà tài khoản vẫn lỗ là do tâm lý chưa cứng hoặc là do đi vốn nó chưa đúng thôi. Giống như bây giờ ở dưới nhiều anh chị mình mua ở cái vùng 1080 đó, nhưng mà bây giờ đã lỗ rồi, chị mua ở cái giá rất thấp nhưng mà bây giờ vẫn lỗ, tại vì ở cái vùng dưới mua ít lên vùng trên mua nhiều thì lại lỗ. Cho nên là mặc dù phân tích rất đúng luôn, rất chuẩn chỉnh nhưng mà tài khoản vẫn lỗ là bình thường, tại vì cái cách đi vốn nó không phù hợp đó, tâm lý nó chưa ổn định anh chị. Ví dụ ở dưới đúng không, thì khi mà thị trường bắt đầu cái xu hướng này ở cái vùng 1080 thì mình hô chị mình mua quá trời mua này, ở đây thì sợ anh chị, sợ nên mua ít, mà càng thấy thị trường lên thì em thấy càng đẹp anh chị lại mua nhiều đó. Vậy thì bây giờ mặc dù cái giá vốn ban đầu là ở 1080 mua một phần nhưng mà lên tới ngàn hai anh chị mình mua tới 3 4 phần thì cái lúc đấy cái giá vốn nó đâu ở đây đâu chị, mà giá vốn nó tốt trên đây rồi thì bây giờ tài khoản lại cũng lỗ ngược trở lại. Cho nên là phân tích kỹ thuật nó chỉ là một phần, quan trọng là anh chị mình phải có kế hoạch gọi là đi vốn và cái quản lý cảm xúc đấy anh chị ha. Ở đây mua ít lên đây mua nhiều thì chết. Nó giả sử cơ bản bây giờ con PVS đi ở cái vùng 36 này thì ai cũng chê nó xấu đúng không, nó mua ít nhưng mà nó break out cái mua nhiều thì lại dở hơi, lại lộ ngược trở lại đó. Đâu ai ngờ một cây này đâu, ngay kể cả em cũng không ngờ cây này, tại vì hiện tại pivot hai kiếm hai không theo Ichimoku đúng không, nhìn theo kỹ thuật thì rất đẹp anh chị, rất đẹp đúng không, mua cái lần phát một nhưng mà đi vốn sai cái là chết luôn. Like quan điểm của em Cường, anh chị mình theo dõi IG mọi người bấm like cũng như là thả tim để ủng hộ hai anh em cũng như là để thị trường phục hồi lên nha. Cho nên là chị mình lưu ý là cái vấn đề mà anh chị mình quản lý cái vốn nó cũng quan trọng lắm anh chị. Bây giờ mình nói cơ bản đi, bây giờ nhiều anh chị mình gọi là nói với em là full margin ở 1250 à, nhưng mà full margin với tài khoản chứng khoán à, còn bên ngoài anh chị mình nắm mấy chục cây vàng, mấy ngàn cây vàng có nha anh chị, khách hàng của em là có nha đó, full margin mà 20 tỷ anh chị, 20 30 tỷ trong tài khoản chứng khoán, mà bên ngoài vẫn nắm cả mấy ngàn cây vàng thì người ta full margin cũng chả sao anh chị. Còn bây giờ anh chị mình có 1 tỷ, anh chị mình full margin lên 2 tỷ thì đương nhiên là hơi căng đấy chị ha.
cùng là một cái câu nói là full margin thôi, nhưng mà có tài khoản này và có tài khoản khác nha anh chị. Có người là họ chỉ full margin đối với 10% tài sản, có người họ full 100% margin đối với tài khoản luôn. Cho nên là cái từ full margin là anh chị phải cẩn thận. Nói chung là tiếng Việt nhiều nghĩa lắm anh chị, tiếng Việt là cực kỳ nhiều nghĩa. Cho nên là anh chị mình nghe người ta nói là nghe mấy cái tiêu đề anh chị, full margin đi, cuối năm lên 1.500 thì em nghĩ sớm muộn gì mấy cái ông ấy cũng đi thôi, sớm muộn cũng đi thôi anh chị. Anh chị mình thấy cái video của em không, em chưa bao giờ em hô hào anh chị, mình chỉ ghi mấy cái tiêu đề, ví dụ nhận định thị trường, ví dụ như thời điểm vàng, ví dụ như chiến lược này của Ichimoku đúng không? Chứ mình chưa bao giờ hô anh chị mình là sell on hay là hô anh chị mình full margin cả. Sợ cái hô lắm anh chị. Đi dễ đi lắm. Cập nhật cho mọi người thì thị trường đang lên rồi nha, 1177. Vietcombank tham chiếu này, BID cũng xanh rồi. Thì chiều nay nó có cái LMA này anh chị, mất cân bằng quá thì nó phải có cứu hồi chứ. Bắt đầu xác nhận phân kỳ hôm đây, MACD cắt lên zero là đẹp. Nhìn biểu đồ tàu hỏa nhập ma luôn, quan trọng là anh chị mình không biết nhìn. Nhìn về Ichimoku thì em nói thật với cả nhà mình là anh chị nào mình chưa đi học ấy, thì công nhận là nhìn là loạn xì ngầu luôn. Nhưng mà khi mà anh chị mà mình đã dùng một thời gian rồi ấy, là nó còn phân tích nhanh hơn cả các công cụ khác. Tại vì cần nhìn đúng cái cần nhìn anh chị, nhìn đúng cái cần nhìn, chứ không phải là nhìn tất cả cái đống này đâu anh chị. Nhìn đúng cái cần nhìn rất nhanh. Bây giờ mình đã phân tích là bây giờ về tới 1180 mình mua là mình mua đúng không, phải gọi là cứng cảm xúc anh chị, cứng về mặt cảm xúc và đúng theo kế hoạch, cùng lắm là cắt lỗ thôi anh chị. Tại vì kinh doanh mà, kinh doanh thì đâu phải ai cũng chắc chắn 100% có lời. Đúng không anh chị? Đó, kinh doanh mà bây giờ phân tích như vậy là phải làm như vậy, đúng kế hoạch, còn cùng lắm là cắt lỗ. Ông nào mà chơi chứng khoán mà kêu cắt lỗ là sai thì sớm muộn cũng đi. Đó, tại sao các cái tín hiệu trong nhóm của mình là đều để cái vùng cắt lỗ như vậy anh chị? Đó, chứ đâu kêu anh chị mình mua xong rồi để đấy đâu, đều có cái điểm cắt lỗ cả. Một một bảy tám rồi. Ủa sao phải ăn nó lát cả anh chị? Em thấy mọi người cũng đang báo khoai ăn lát mình này. Ủa sao bạn định không chớp ta? Thường DCM giá này mua trung bình giá được không em? À, em thấy là DCM không mua nữa. Mình chờ hồi thôi, tại vì nó vẫn còn cái hỗ trợ ở dưới 29.2. Nếu mà giảm tiếp thì nó còn đà giảm tiếp đấy. Bây giờ mình chờ hồi thôi. DCM 31.8 là cái điểm để mình cơ cấu ha. À, nhiều người họ kêu mua đi mua đi mua đi rồi hỏi Yến là mua con gì Yến, kêu mua đi mà biết mua con gì, kêu múc đi full margin đi thì không biết mua con gì. Còn anh em ở đây thì một cái tín hiệu đưa lại là đều có cái điểm mua, điểm cắt lỗ với lại điểm chốt lại cả anh chứ. Về đây không mua, về đây mua thì cùng lắm sai chỉ mất vài phần trăm chứ nhiêu, cổ phiếu nó chiết khấu 20% rồi sợ là gì nữa. Còn để mà mua để mà trong cái xu hướng chung dài hạn lên nhanh thì mình nghĩ là chưa đâu, phải chờ nó có cái tín hiệu đảo chiều, đảo chiều xu hướng ngắn hạn. Quan trọng là góc nhìn của anh chị mình và cái thời gian anh chị mình nắm giữ được dài hay không.
Giả sử bây giờ anh chị mình nhìn theo khung tháng đúng không? Thì anh chị mình thấy à bây giờ thị trường giảm mà ngon quá. Nhìn khung tháng thị trường giảm là kiểu gì tháng 6 cũng ngon. Đó mà nhìn khung ngày là xón ra quần luôn anh chị. Cường bảo không sợ thì công nhận là em nói vậy thôi, mồm nói vậy thôi, nhưng mà mới mua xong phải run đầu tư mà chị tiền của mình mà, đương nhiên mua xong phải mong nó lên chứ gì. Nhưng mà nếu mà nó vi phạm thì mình cũng sẽ cắt lỗ chị ha, làm đúng nguyên tắc thôi. Chứ bây giờ mà anh chị mà mình như máy móc được thì chị mình thắng rồi thị trường, tại vì bây giờ mỗi cái chiến lược anh chị, mỗi cái chiến lược là nó đều có cái điểm cắt lỗ, điểm chốt lại và cái tỷ lệ lợi trên rủi ro. Và nếu mà anh chị mà mình áp dụng những cái chiến lược đấy như kiểu robot luôn thì anh chị mình có thể là lỗ ngắn hạn, nhưng mà về mặt dài anh chị mình lời luôn nha. Nói chung là làm sao để mà anh chị mình như một robot, đúng chiến lược là mua, đúng chiến lược là bán, đúng chiến lược là chốt thôi, không có để cảm xúc vào là thắng cái gì. Cho nên là tại sao tụi em mới phát triển robot là như vậy, phát triển robot để triệt tiêu đi cái tâm lý của con người anh chị. Nay hồi cao nhất được bao nhiêu mà thì đối với cái phân kỳ của MACD này, nếu mà MACD nâng cắt lên zero là hồi khoảng tầm 1205 anh chị. Hôm nay thì mình không biết, nhưng mà trong ngắn hạn nha, ngắn hạn đấy là nếu mà nó cắt lên ấy, là hồi về khoảng 1205. Tại vì bây giờ nhìn đa khung này là khung tuần là uptrend này, khung ngày là downtrend, khung giờ là downtrend. Đó, thì hiện tại khung 15 phút đang có cái cơ hội đảo chiều từ giảm thành tăng thôi. Bây giờ chúng ta phải theo dõi kỹ ở những khung thị bé. Tại vì những khung đồ thị bé mà nó phát tín hiệu nó hồi thì nó sẽ hồi lan tỏa ra các khung lớn. Bây giờ thì khung 15 phút đang có cái tín hiệu, đang có cái tín hiệu đảo chiều. Đang chờ cái tín hiệu đấy thôi anh chị. Em đã ôm Vinamilk 66.x, em có nên cắt không? Bây giờ Vinamilk sẽ không còn cái hỗ trợ cứng nào cả. Nó chỉ có vùng đáy ở đâu đó 62. Và Vinamilk này trên livestream em cũng chia sẻ khá là nhiều rồi. Lần nào mọi người hỏi Vinamilk thì em cũng nói luôn là Vinamilk này downtrend trong ra khung. Thế nên là mình sẽ không tham gia. Còn hiện tại mà mình đã có rồi thì mục tiêu lực này hồi lên 65.7. Mục khách sạn là mình phải cắt rồi. 65.7 với Vinamilk ạ. DGC mua giá nào được? Hiện tại DGC trong khung ngày vẫn đang giữ được cân bằng ở 109.65. Thế nên hiện tại mình tiếp DGC thì có thể cân nhắc tham gia thì trọng 20 đến 30%. Giá hiện tại được càng gần 109.5 càng tốt.
Khang Điền giữ được không? Em không biết là vị thế của mình đang ở đâu. Nhưng mà hôm nay Khang Điền mà đóng cửa được trên 33 thì sẽ là đẹp nhất. Đóng cửa được trên 33 thì sẽ có cơ hội phục hồi về 34. Và tích cực hơn thì là 35.4. Anh chị mình theo dõi livestream về bấm like cũng như là thả tim ủng hộ cho hai anh em nha. Mọi người bấm like nhiều để trường hợp được nào. Nghề này căng thẳng hơn nghề khác không Yến? Em thấy cũng bình thường nhưng mà em thấy làm tài chính như thế này thì khá là thú vị đấy. Nghề nào kiếm tiền mà chả căng thẳng anh chị. Phân tích giúp em FIR mua mới. Em thấy anh Huỳnh Victoria hỏi con này khá nhiều nhưng mà em thì chắc chắn là con này không bao giờ nằm trong danh mục của em tại vì thanh khoản rất thấp, không có, và nó cũng đang đau trên những cả đau khung rồi, không còn một chỗ nào bên dưới nên là mình bỏ qua nha. Hiện tại là các cổ phiếu đều chiết khấu rất là sâu rồi thì mình nên chọn những cái mã mạnh thời gian vừa qua, những cái mã có cơ bản thì sẽ ổn hơn nha. Hướng dẫn cách tạo tài khoản chứng khoán với ạ. Anh liên hệ trực tiếp với lại Hoàng Yến nha anh chị. Chị Ngọc Anh liên hệ với em qua số điện thoại ở trên màn hình nha. Em sẽ hỗ trợ anh thao tác mở tài khoản BPS ạ. Nước ngoài lại quay trở lại mua ròng anh chị, mua DIG, mua VCI, mua Vinamilk, GAC, VIX, FTS. Cho mình hỏi Hòa Phát điểm mua. Hòa Phát 28 ạ. Vẫn loanh quanh 28 trung bình cân bằng điểm hỗ trợ trung dài hạn rồi thì mình bắt đầu dành ngân Hòa Phát được rồi với những vị thế đầu tư 20 đến 30% ở giá 28 mình có thể cân nhắc tham gia được ạ. Một hai bảy mươi tám rồi. Em thì em thấy cơ hội thôi anh chị, tại vì cái eo, mấy cái eo này này nó lọt xuống thì là nó ở nằm ở dưới thì mình thấy nó nguy hiểm, còn bây giờ nó nằm ở trên thì mình thấy là cơ hội, mặc dù nó cơ hội nhưng mà mua xong vẫn run anh chị. Bây giờ nói thì mình bây giờ mình dùng tiền của mình mà mình mua đúng không, mình đầu tư thì kiểu gì chả run anh chị, ai không run thì gọi là nó miệng thôi. Một hai bảy chín rồi, cố lên mọi người, tính Cái nhẫn thêm nào. quan trọng là sau cái nhịp này thì anh chị mình thấy anh chị mình nên về với ai không. Tụi em thì luôn đồng hành với cả nhà đúng không, ngay cả lúc thị trường nó thuận lợi nhất và khó khăn nhất vẫn ở đâu ở đây anh chị, cái đó là anh chị mình chưa thấy tụi em mà đồng hành cả một cái quá trình đao trend dài hạn từ ngàn năm về tới tám trăm mấy rồi chị. Phải xin đến lại trên 1205 thì là phân kỳ thành công. Kiên nhẫn đi anh chị. Trời ơi, về tới đây mà đi bán nữa thì... VN-Index 1280 rồi, lấy lại được cái mốc này rồi. Mua xong mà luôn thì hy vọng có thì đúng rồi anh chị, giờ sao giờ
Dạ, nói không run thì là bốc phét nhưng vậy ha, phải run chứ. Mặc dù em đánh thị trường chứng khoán 7 năm nay rồi, mỗi lần bắt đáy là mỗi lần có cảm xúc khác. Anh bắt đáy thì đương nhiên rồi, bắt đáy thì lợi nhuận nó cực kỳ lớn, nhưng mà bên cạnh đấy thì tâm lý nó cũng hơi bị phiêu. Đó, phái sinh bắt đầu vượt qua 1205 rồi này, chỉ cần đóng cửa đến 15 phút trước 1205 là phân kỳ luôn. Cái thế của phái sinh, những cái thế của phái sinh với cơ sở bây giờ nó y chang cái đoạn mà mình hô anh chị mình mua ở cái vùng 1200 1080 đó, tầm đó anh chị, y chang luôn. Lâu lắm rồi mới thấy em Cường định anh em từng bán này, chỉ có 2 lần đúng không chị, lần này với cái lần ở 1080 anh chị, là 5 để chị không bán luôn, anh chị mình không mua thôi đừng có bán, thế đây mà đi bán nữa thì hóa tay. Ngân hàng bắt đầu kéo rồi đấy, một loạt xanh và tham chiếu rồi. Một một tám mươi 1185. Ok cho anh chị. Và phát cũng đang xanh luôn. Ủa à, đừng có bua đuổi nha anh chị. Đã nói rồi anh chị mà mình muốn là chơi chắc ăn thì thôi chị đứng ngoài đi. Đứng ngoài chờ cái phân kỳ khung ngày anh chị mình chơi. Còn bây giờ cái cuộc chơi mà bắt đáy này, bắt đáy mà chưa có cái tín hiệu kiểu này, bắt đáy khi mà nó về cái điểm hỗ trợ chung cân bằng trung hạn thì dành cho anh chị mình liều thôi. Còn muốn chắc ăn thì chờ cái tín hiệu đảo chiều. IDC 14 mình nghĩ là tầm 14 14.2 là anh chị mình hạ bớt tỷ trọng, cắt lỗ được rồi. Mấy con này thì đánh tên cộng không thành công thì cắt lỗ thôi, tỷ trọng thấp mà. Cắt lỗ có mấy phần trăm, 3% thì ảnh hưởng như đâu anh chị, 3% của cái lượng hàng T cộng trong nhóm mình khuyến nghị là 30% thì chỉ lỗ khoảng 1% là AV thôi là hợp lý. 1186. Quá ok. Lướt T0 thôi, T0 mà lướt kiểu này thì tiêu. T0 là anh chị mình lướt khi mà nó out band đây này, anh chị mình mua để mà trong vào band, nó thì anh chị mình mua nó đã hồi vào band rồi anh chị đi mua T0 nữa thì thôi, không biết chiến lược kiểu gì luôn anh chị. Cái lướt T0 bây giờ thì canh bán hồi sáng mua thì được, còn bây giờ mà canh mua để mà tí nữa bán cao hơn thì cẩn thận nhanh chị, tại cường đợt này nghỉ lâu quá nên thị trường nó mới xuống nhiều thế à. Thì cái hôm mà em nghỉ thì anh chị mình kêu do em vào thì nó mới giảm thì thôi em nghỉ luôn. Đúng anh chị, nhiều anh chị mình kêu em do em nghỉ thì trường nó giảm thì thôi mình nghỉ, mình nói mình nghỉ vài hôm coi thị trường nó có lên nổi không. Đã hết luôn, đã luôn này, đã luôn này, đã thoải mái hơn rồi. CTS sẽ hồi về được giá nào hay em? CTS mục tiêu hiện tại hồi về 38.4 ạ. Hôm nay nghe Cường không bán đã là thành công lớn. Thế nên anh chị mình bấm like cũng như là thả tim nha. Cảm ơn anh Cường năn nỉ mọi người không bán.
mà đẹp anh chị, đóng cửa trên 1 2 0 5 là ok. Mình nghĩ đoạn này cầm tiền mới run, chứ cầm cổ không còn run nữa. Đau quá thành hết đau luôn. Sau 2 giờ lại thay đổi quan điểm. Bây giờ là 1 giờ 53 rồi, 7 phút nữa. Nay nó đóng được trên 1205 thì có mã tím, em nói phái sinh nhưng mà cơ sở là hôm nay nó chỉ cần tí nữa nó chỉ cần nó vượt qua 1185 thôi, 185 thôi là đẹp. Còn phái sinh thì trên 1205. Cứ bình tĩnh đi chứ. Hai chị nào mà mình thích hạ tỷ trọng từ sáng đến giờ thì giờ giá tốt hơn này. Còn có dám bán nữa không chị? Giờ giá tốt hơn hồi sáng rồi đấy. Nói chung là nó kéo lên thì chị đừng có mua đồ ấy chị ha. Ở cái nhịp này thì khi mà nó về cái vùng cân bằng trong trung hạn thì anh chị nào mình lều giống như em thì bắt trước thôi, bắt khi mà giá đỏ nhất thôi. Còn bây giờ nó kéo ngược chân lên mà mới đi bắt thì nó hơi trễ. Một một tám mươi hai đó, phái sinh đang phá trên 1205 rồi. Cả nhà mình cố gắng lai mặt lên đi anh chị, thả tim thật nhiều lên đi anh chị, mặc dù vẫn run đúng không, nhưng mà phải cố gắng là tạo ra những cái sự tích cực cho thị trường đi anh chị. Cái ông này nói nhiều quá nhỉ, ở đây anh em là hỗ trợ cho người khác chứ anh em đâu có nhu cầu là nhờ anh em khác tư vấn đâu. Đó, phái sinh 1209 rồi. Lên đi chị, cố gắng thả tim thật nhiều đi chị. PVS mua đuổi được không? Trời ơi em đã nói rồi. Bây giờ anh chị mình muốn mua đuổi chắc ăn đúng không? Là chờ phân kỳ đảo chiều anh chị mua đuổi luôn. Bây giờ chưa có anh chị. Giờ em đã nói là chỉ dành cho anh chị nào mà mình lì và liều hiểu không? Lì và liều khi mà nó về tới cái vùng cân bằng trung dài hạn thì chị mua. Đó, còn nó không mua là không mua đuổi. Ok, cảm ơn chị Hiền Bùi, chị Thủy Vân, anh chị Phạm Văn Hiệp, chị Cẩm Huyền, anh Nam Lê, chị Đỗ Hồng Thúy. Cảm ơn mọi người đã để lại trái tim một tí ủng hộ anh em nha. Đó, phái sinh đang đóng trên MA20 khung 15 phút này, cố gắng lên. Anh em nào đang lon thủ thì lon mạnh lên.
ngân hàng bắt đầu kéo, ngân hàng bắt đầu tiếp tục kéo khá là nhiều mã cổ phiếu xanh, là STB 2%, BIDV 1,7%, SHB cũng đang xanh luôn. Cố gắng lên. Bây giờ anh chị mình phải hiểu là biết là anh chị mình, nhiều anh chị mình đang lỗ anh chị, nhưng mà bây giờ xét về cái yếu tố lợi nhuận trên rủi ro nha, nhìn trên khung giờ thị tuần này đúng anh chị, bây giờ cái điểm hỗ trợ tuần bây giờ nó đang ở 1150, là cái vùng cứng bên dưới luôn, cái vùng then chốt cho một cái xu hướng trung dài hạn. Mà bây giờ thị trường nó đang ở tầm 1180 như vậy, mà bây giờ nó rủi ro là chỉ khoảng tầm 3% đối với thị trường, nhưng mà cái cơ hội của thị trường hiện tại nó đang là rất cao anh chị, cơ hội nó đang là tới 8%, có nghĩa cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro bây giờ là 3 trên 8 anh chị, gần gấp 3 lần đúng không, gần gấp 3 lần là bây giờ anh chị mình kẹt hàng. Chả lẽ bây giờ anh chị mình đổi 3 phần rủi ro để mà anh chị mình đánh mất đi là 8%, đánh mất đi 8 phần lợi nhuận, nó kỳ lắm anh chị. Cho dù anh chị mình cầm hàng hay là anh chị mình cầm tiền, như vậy chả lẽ ở đây thay vì bây giờ anh chị mình ở đây đúng không, mình đợi mất hẳn 1150 mình bán luôn lỗ, thì bây giờ lỗ thêm tầm 5-7% chả ảnh hưởng gì, nhưng mà bán ở đây mà nó kéo ngược lên, kéo về cái đỉnh cũ đi, là anh chị mình mất tới đâu đấy là 10, 15 tới 20%. Đúng không anh chị? Nó sai cực kỳ sai luôn. Bây giờ cầm hàng thì lỡ cầm tới đây rồi, thì bây giờ nếu mà bán thì chờ nó mất hẳn 1150 mà bán, là lỗ thêm có xíu còn đỡ hơn là bây giờ bán ở đây. Sau này nó kéo ngược lên tới 1250 là thôi, nghỉ chứng khoán là vừa luôn. Nghỉ chắc luôn anh chị. Anh chị mà mình bị một cái cú mà đang sập xuống, anh chị bán là bán ngay đáy rồi kéo ngược lên mười mấy phần trăm là bảo đảm chị mình nghỉ chứng khoán luôn, nghỉ luôn. Đúng không, làm sao mà có tâm trí mà chơi, vừa bán xong nó tạo đáy thì lên và tiêu. Dạ, cả bây giờ cầm hàng anh chị lỡ rồi, lỡ cầm tới đây rồi thì thôi chịu được thêm, cố gắng chịu thêm một đoạn nữa đi, còn bán ở đây cái nó dịch ngược lên. Anh chị mình nhìn này, quá khứ thiếu những cái pha đấy anh chị, quá khứ này mấy cái năm trước này thiếu những cái pha đấy thôi nè mấy... à, thấy không, sập cái dịch ngược lên cái đó lì, nhưng mà có tính chính xác, lì có cơ sở, thì vùng này mình có cơ sở mà. Bây giờ thay vì ở đây chị mình chấp nhận giả sử đã lỗ rồi thì lỗ thêm vài phần trăm nó chả ảnh hưởng gì đâu anh chị, mà bây giờ nó còn dịch ngược lên mà nó kéo tới 15, 16, 20% là coi như chị mình bỏ chứng khoán luôn, không thể nào chơi lại, đúng không anh chị, bỏ chứng khoán là chắc luôn. Mình 7 năm trên thị trường rồi, 7 năm trên thị trường mình thấy bao nhiêu người bỏ chứng khoán rồi, cứ mỗi lần mà nó sập một cú như vậy là thanh lọc nhà đầu tư liền anh chị, thanh lọc liền, đổi mới nhà đầu tư liền anh chị. Cố lên anh chị, cố lên. Có tiền tươi thì mua vùng này sợ gì, không margin là được. Các bạn động viên anh em chứng thủ rất có tâm, cảm ơn bạn. Thế thì mọi người bấm like cũng như là tiếp tục thả tim ủng hộ thị trường lên nha. Cầm tới đây rồi thì bây giờ giả sử nó mất đi 1150 thì coi như là nó kết thúc cái xu hướng trung hạn, thì coi như mình xử lý hết còn gì đâu anh. Bây giờ tại cái vùng này này mình đã khuyến nghị anh chị mình mua rồi đúng không, tại vì sao chị, tại vì cái vùng này nhà đầu tư trung dài hạn chuẩn bị thật nhiều sức mua, có thể khi về vùng cân bằng trung dài hạn này thì cơ hội sẽ rõ nét hơn và cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro sẽ tối ưu hơn, thấy không? Cái quan trọng nhất là cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro ấy. Bây giờ tại cái vùng này cái tỷ lệ rủi ro còn rất thấp mà cái lợi nhuận nó đang còn rất cao, thì bây giờ bán làm gì nữa. Ok, cảm ơn anh ở B13 trở thành người ủng hộ của anh nha. DIG mục tiêu hồi về bao nhiêu?
Bây giờ đi rồi mục tiêu hồi phục sẽ là vùng giá 30 ạ. Vừa gãy giao găm thì nó cũng sẽ hồi lại giao găm cho mình. 30 là cái vùng mục tiêu hồi đợt này của DG.1188. Em đúng không? Một khi mà mình đã hô rồi là phải hô nó chắc. Giống như cái quả 1080 vậy. Đây rồi thì mình chỉ có kêu chị mình mua thôi, mà lỡ anh chị mình không có tiền mua thì mình phải hô chị mình nắm giữ. Bắt đầu xanh lại hết rồi này. PDR T0 giá nào mà T0 có thể là về 27.5 hay 27.5. 27.5 là cái khách sạn của PDR. Sáng nay thì khách hàng mình có một vài anh chị những T0 gỡ 26.5 ấy chứ. Là cái con dao găm ở trong khung ngày nè. T0 26.5 nè. T0 xong kêu Cường ơi chị run quá, mới mua xong nó giảm nữa rồi. Em cũng biết nói gì bây giờ. Sắp phải tham chiếu rồi. Quá ok. Hoa sen hồi về bao nhiêu em? Bây giờ hoa sen mục tiêu hồi sẽ là 21.4 cho tới 22 ạ. KSB bây giờ cũng chờ hồi về tầm 22 đi chứ. Một một chín mươi ok quá phân kỳ rồi đó. Bây giờ anh chị nào mà mình muốn hạ tỷ trọng này thì chờ gần ngàn hai đó, bây giờ mới là cái thời điểm mà anh chị mình cân đối lại cái tài khoản, tại vì thị trường nó chưa lên được, mình nói trước là chưa lên được nhanh đâu, mà nó sẽ đi nó test dần dần lên ngàn hai là cái mốc mà thị trường hồi phục về. Đó, anh chị nào muốn cơ cấu thì về càng gần ngàn hai thì mình càng cơ cấu. SSI hồi về đâu thoát em? SSI nhịp này mục tiêu hồi sẽ là giá 36 ạ. SSI 36. Bây giờ cái mục tiêu phân kỳ hồi nãy chia sẻ với cả nhà đúng không? Đây này, cái band trên hiện tại là ngàn hai này. Mình cứ áp dụng đúng kỹ thuật thôi mà. Nhiều anh chị mình kêu kỹ thuật nó không đúng nhưng mà bây giờ nó lại đúng nè. À, phân kỳ MACD này. Nó đi gờ xanh luôn nè. À. Lạ quá nhỉ. Hay nhỉ. Nhìn có phân kỳ cái xanh hết nhỉ. Nhưng mà nó chưa lên liền đâu nha anh chị, vẫn sẽ có một nhịp test xuống nữa, cho nên là anh chị mình bây giờ đang căng cứng tài khoản thì cân đối lại nha. Chưa lên được liền đâu. Cái nhịp tăng này nó có thể kéo dài khoảng tầm 3 kia đến 15 phút, nó có thể kéo dài tới thứ hai tuần sau. Nhưng mà nó chưa lên liền đâu, anh chị sẽ có một cái nhịp mà test lại đi Zwer 2%. Phân kỳ rồi đó, phân kỳ 15 phút rồi thì bây giờ nó xác nhận nó lên tầm gần ngàn hai đến chị, khoảng quanh quanh vùng ngàn hai. Thì bây giờ anh chị thấy không, em thực chiến phân tích kỹ thuật trong phiên cho cả nhà mình coi luôn, nói trước luôn anh chị, phân tích cho cả nhà mình luôn rồi. Thì bây giờ nó đang hồi lên nè, anh chị nào mình muốn cơ cấu thì cứ cơ cấu thôi. Giá bây giờ nó còn tốt hơn giá hồi sáng đỏ khá là nhiều, nhiều con anh chị. Nhiều con còn tốt hơn giá hồi sáng đỏ rất nhiều. MBS hồi về bao nhiêu em? Hiện tại MBS mình có mục tiêu hồi lên giá 28. Giữ được cái giao găm cân bằng 26.2 thì sẽ hồi lên được 28.
Chưa đâu anh chị, chưa đâu. Mình nói rồi, bây giờ là xu hướng tăng trong trung hạn, nhưng mà khung ngày để mà muốn tăng thì nó phải có cái phân kỳ ở khung ngày. Giờ mới chỉ là một đáy đầu tiên thôi, nó phải test lại đáy một lần nữa. Chưa đâu, thì bây giờ cái dịp hồi này thì dành cho anh chị nào mình muốn cơ cấu tài khoản thì chỉ mình cơ cấu thôi. Nha anh chị, dành cho anh chị nào mình muốn cơ cấu thôi, còn để mà cái nhịp ngon nhất anh chị. Ngon nhất thì phải chờ cái tín hiệu đảo chiều, còn nhịp này chưa đâu. Nhịp này thì mình có nói rồi, anh chị mình canh giá thấp nhất đúng không? Để mà anh chị mình mua trước thôi. Còn để mà nó lên liền thì chưa đâu, nó phải test đi test lại bao nhiêu lần, đâu phải dễ mà lên anh chị. Bây giờ người ta đang kẹt một đống hàng trên đây, phải hành cho ra bả chứ. Anh cho ra bả thì nó mới lên được. TCH bắt 15.2 chốt lại 15.4 này. Mà em bắt từ 12.8 em còn đang run đây. Đúng không? Nhưng mà mình chốt hôm nay rồi, hôm nay TCH nó vi phạm. Bắt từ 12.8 anh chị mà hôm nay phải chốt rồi đấy. Các em cho chị hỏi view 32.5 giữ được không hay hồi giá nào ra được? Hiện tại view giữ được cái hỗ trợ 30.1, nằm trên 30.1 thì nhịp này mục tiêu hồi về 32.15. 32.15 là cũng khá là gần thì là vốn của mình rồi đấy. Đến đó thì mình có thể cơ cấu một nửa. VCI hồi về bao nhiêu em Yến? VCI nhịp này à, mình hồi về 48, mục tiêu là 48 ạ. Đấy, bắt đầu chị mình hỏi mua mới rồi đấy. Mua mới con nào, trong trứng, Ăn bệnh gì thép bác ơi. Dòng chứng khoán và dòng thép mình vẫn có Hòa Phát mua được này, nó vẫn neo giá ở dưới vùng giá 28 này, cân bằng chung dài hạn thì mình có thể giải ngân 20 đến 30% được. Anh test xuống lại vòng rồi đấy anh chị, bình tĩnh nha, không có gì xảy ra đâu, đừng có mua đuổi nữa là được anh chị. Nhịp hồi này có tới thứ hai thứ ba không? Theo em nghĩ là có, nó kéo dài tới đấy đấy anh chị. Giờ tâm lý của mọi người là thấy lên là mọi người bán này, cho nên là thị trường nó chưa lên liền được đâu, phải tích lũy đã. Và đi index lại lừa, lừa gì đâu anh chị, em đã nói rồi, bây giờ muốn lên liền được thì nó phải test lại mà. Thì khi nó lên như vậy thì anh chị nào mình đang căng mặt zin thì anh chị mình hạ bớt, để mà khi mà nó bây giờ nó test xuống một lần nữa thì anh chị mình có tiền mình cân lại, còn không thì anh chị mới mua thì anh chị cứ để yên đi. Đúng không? Bây giờ nói về khung 15 phút của của Thái Sinh này, thì bây giờ nó vượt MA20 thì nó phải test lại chứ, nó test lại thì nó mới lên bền vững hơn được. Còn bây giờ nó lên luôn, nó chạm Ben trên thì nó lại quay đầu xuống. Và đi khung H1 có khách sạn hút lên phải không em? Ở cái vùng, nếu mà khách sạn thì đang ở cái vùng đâu đấy là 1193 anh chị, 193. Mình nghĩ là phiên tới nó sẽ hồi ổn định hơn. Ha. Giờ mà cứ lên là bị bán xuống à, tại vì tâm lý mọi người chịu không nổi nữa rồi. Cho nên là mới tạo ra cái tâm lý cái sự vừa mới lên bị bán anh chị, là nhanh lắm.
FTS hồi về bao nhiêu em Yến? FTS là nếu mà nó lấy lại được 54.2 thì sẽ hồi lên được 58.15, nhưng mà mình cứ chia ra những cái điểm để mình cơ cấu đi ạ. FTS 54.2 và 58.15 ạ. VRC múc được không anh chị? Không ạ, à, thanh khoản thấp quá, bỏ qua đi ạ. Đang test lại khung mà 15 ok này. Cả nhà mình phải thả thật nhiều team chứ chị. Thả team yếu như vậy, lái yếu như vậy làm sao mà nó lên được? Bao Anh nhiêu chị team rồi mình Yên? bấm Ba, like và hãy bao nhiêu tim team rồi? nha. Bao nhiêu like rồi? Hơn 500 like. Ôi trời ơi, like kiểu đấy làm sao mà kéo được anh chị? Điểm hồi HCM giá nào em Yến? HCM. HCM mục tiêu hồi sẽ là giá 27. Vừa gãy ra 27 thì trước mắt nó sẽ hồi lên 27 cho mình ạ. Like 5 lần rồi em. Em cảm ơn anh chị Đào Vương Linh, cảm ơn anh Lê Thiêm, anh chị Trịnh Phương, anh Trần Văn Nam, chị An Bình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Bảng điện bỗng dưng chớp nhiều hơn, không biết có cái gì hay ho không đây. Bắt đầu khung 15 phút nó chuyển trạng thái rồi, khung 15 phút nó chuyển trạng thái thì nó làm cái sự tích cực cho khung H1, khả năng là H1 có cái cú hồi. Chừng nào H1 đảo chiều anh chị thì khi đấy daily mới là có cái sự tích cực đúng không? Mà chừng nào daily nó có một sự tích cực thì lúc đấy khung tuần mới nó có một sự tích cực hơn, mới là đảo chiều, khung 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 mới là mới tiếp diễn cái xu hướng tăng khung tuần. Cho nên là anh chị mình phải chờ thôi. Like để truyền năng lượng tích cực cho thị trường. Ok, mọi người like mạnh vào nha. VND hồi giá nào? VND giữ được 19.35 là cái hỗ trợ trong khung tuần thì mục tiêu đầu tiên sẽ hồi lên 20.6. Sau 20.6 thì sẽ là 21.6. Nhưng mà về 20.6 là mình đã phải hạ một đường rồi đấy ạ. Coi phái sinh nó có breakout ở đây không. À, tích lũy mấy lần trên MA20 rồi, cố lên nè. Lên đi, lên đi, lên đi. Đất xanh hồi lên bao nhiêu em? Đất xanh mục tiêu đợt này sẽ là 17.7. 17.7 đối với đất xanh thì mình ra hàng ạ. May quá mọi người không hỏi mua nữa, mọi người toàn hỏi hồi lên bao nhiêu. Mọi người kênh bán như vậy làm sao mà lên được. Phải sinh breakout cái nhỉ. Ba cây nến liên tục đang trên MA20 rồi. PVS mục tiêu hồi bao nhiêu em? À, PVS là trong 4 phiên vẫn giữ được cân bằng trong khung này ở 39 thì giữ được 39, mục tiêu hồi lên sẽ là 41.5. Nếu mà mình bị thế từ trên cao thì lên 41.5 mình có thể hạ một nửa, còn một nửa cho nó chạy tiếp. Ê. TCH lãi 3% nên bán hay giữ? Bây giờ TCH thì mình đặt chặn lãi nha, chặn lãi sẽ ở giá 15 á.
Đó, phái sinh đang nén trong khung M1 quá nhiều này, để con nó bung lên thì bung xuống nha. Yên áo tím kìa 1.200 luôn thì đẹp. Đúng rồi, mấy hôm trước người kêu quá trời, hôm nay thì mặc áo tím, hy vọng nó tăng lên. SSI, SHS hồ đến bao nhiêu thì bán? SSI mục tiêu nhịp hồ này sẽ là vùng giá 36. SSI là 36 á. Còn SHS, SHS nhịp này hồ lên 18.8 sẽ là một cái điểm mình xử lý được á. Vẫn đang lình xình anh chị. Áo tím lựa ngày Cường Lai Yến mới dám mặc. Sao nghe căng vậy Yến? Trùng hợp thôi mọi người. Hôm nay buổi sáng nay em mới biết là anh Cường về đấy. Còn lịch là anh Cường tuần sau mới về mà. Ủa chứ sao em bảo cái mít này? Tại vì anh Thành báo em là hôm nay anh Cường về rồi. À vậy à. VX hồi bao nhiêu hạ margin được, anh đang căng cứng. VX này giữ được 16.6 thì nhịp này có thể hồi lên 17.9 cho tới 18.7, mình sẽ có hai điểm để mình có thể cơ cấu á, 18, 17.8 và 18.7. MCH có nên mua thêm không em? MCH không mua, MCH thanh khoản thấp quá. Bây giờ cũng chưa có một chiến lược nào mua an toàn cả. Đất xanh sell hồi lên bao nhiêu ạ? Em đang âm 18%. Bây giờ sell mình vẫn còn một cái hỗ trợ bên dưới ở 15.55. Và nhịp này thì đất xanh lên được 17.7 sẽ là một cái điểm để mình hạ được. Đất xanh mình chú ý 17.7. Còn sell, sell này nhịp hồi, chỉ nhịp này hồi lên 20.1, 20.8. Hai điểm để mình cân hạ đối với sell ạ, 20.1 và 20.8. Anh chị mình bấm like mạnh lên cho thị trường gà tiếp tục quay lại hồi phục nào. Mọi người bấm like yếu quá, nó không hồi phục được đâu. Phải chừng lại quay về bên dưới rồi anh chị. Cho anh hỏi VDR, DIG hồi lên bao nhiêu thì cắt luôn. Em nghĩ là thực ra PDR và DIG có thể ổn để mình giữ 50% cho nó chạy tiếp. Còn là PDR này là mình hồi thì mình sẽ canh nhịp hồi lên giá 29.8, 30. Còn DIG cũng là vùng giá 30 á.
Nam Long hồi lên được bao nhiêu? Nam Long nếu mà lấy lại được cái mốc 37.7 thì sẽ hồi lên 41. Nhưng mà trước hết nó phải lấy lại được cái vùng giá 37.7 đã. Cùng 15 phút của phái sinh. Full margin đây chưa lo. Chà, Máu đây. anh dân dữ dội quá. AGR gia tăng được giá nào các em? Ủa, bây giờ mọi người hỏi mua hỏi gia tăng luôn à? Hiện tại thì mình sẽ chưa có chiến lược tại vì nó đang hơi lửng lơ. AGR sẽ có một cái hỗ trợ tiếp theo ở 17.2. 17.2 mới là cái vùng mình có thể tham gia được. Hoa sen căn vùng nào được? Hoa sen hiện tại đang có hỗ trợ ở 20 này. Nhưng mà em thấy em thì em sẽ không cân ở đây. Em chờ hồi thôi, hoa sen chờ hồi 21.4 và 22, 2 điểm hồi của hoa sen 21.4 với 2. TCH có khả năng hồi không? TCH mà giữ được 15 thì sẽ hồi lên được 16. Mình theo dõi được với TCH ạ. Mới hồi một chút thôi mà người bán nhiều quá. Phái sinh nó đang vòng xuống rồi anh chị. Nãy breakout không thành công, giờ lại breakdown xuống rồi. Lại test lại bên dưới rồi. Cố gắng nha anh chị, đã test lại rồi. Mọi người vẫn máu mua như thế này thì không ổn, lúc nào mọi người mới bán hết được. Mua là phải mua cái giá thấp nhất ngày hôm nay chứ ai kêu anh chị mình mua đuổi lên đâu. Mua để mà giao dịch T0 chẳng hạn, còn anh chị bảo mình gọi là căng mặt zin thì mình có nói với cả nhà mình rồi, lên là anh chị mình bán đi để mà chờ cái nhịp test lại, mua cân đối lại tài khoản. Kinh nhỉ, con này mới thấy con VGS nó lên tới 25.7 luôn anh chị. Trở lại quay lại. À, mua đuổi lên cũng chết. MBB mua được không? À, mọi người hỏi mua à? Bây giờ đang hơi lơ lửng chưa mua được á. Mình sẽ có hỗ trợ bên dưới của MBB là 22 và 21.3. Về những cái điểm đó thì mình mua mới an toàn hơn. Còn hiện tại thì mình không mua á. Một một bảy bảy
coi cuối phiên như thế nào đây anh chị, lại đạp cắm đầu trở lại rồi. 1176. Giờ thì khi mà thị trường nó hồi lên thì ai cũng đợi bán này anh chị. Hiếm người bây giờ còn tiền mua lắm. Cho nên là bây giờ chị mua phải chia vốn ra, bắt theo từng chiến lược. Hay là đang côn nhỉ? Mình nghĩ là không đâu. Ở đây mình nghĩ là khả năng cao là tự tại cái vùng điểm số hiện tại là kiểu gì cũng có hiệp hồi anh chị. Khả năng cao là hồi thôi. Chứ bây giờ mà thị trường mà muốn giữ khách anh chị, muốn giữ khách cũng như là muốn giữ lại cái dòng tiền lớn ở bên trong thị trường là nó phải kéo lên thôi. Chứ còn bây giờ đạp mà nó lủng luôn 1150 thì gần như là các cái tài khoản lớn họ cũng ao hết. Ngày mai giao dịch bù đúng không Cường? Có không ta? Không, chưa có thông tin chính thức ạ. Thứ bảy nghỉ đi anh chị. Anh chị mình chưa thấy thị trường giảm sướng mắt hay sao mà họ hay đi bù. Phải tự cứu nhau thôi chứ cá mập còn cắn nhau mà. Anh chị cố gắng lên chị, mình ở thấy mình thấy cái vùng này là ở đây thôi, tại đây là sắp có nhịp hồi rồi. Đây, thông tin về lịch giao dịch là chúng ta sẽ nghỉ lễ bắt đầu từ thứ bảy ngày 27 tháng 4, nghỉ đến hết ngày 1 tháng 7. Giao dịch trở lại vào thứ năm ngày mùng 2 tháng 5 và ngày giao dịch bù sẽ là ngày thứ bảy mùng 4 tháng 5, chứ phải tuần này đâu ạ. Tuần sau nữa nữa. Kéo thì bị xả vào đầu, đạp thì mất hàng. Mấy hàng lái từ từ tính nha. Vùng này bán gì nữa anh chị, trời ơi vùng này bán gì nữa. Nếu mà gọi là bán đúng á, thì phải mất đi cái vùng nó breakdown xuống là mất đi 1244 là phải bán rồi, bán không kịp. Chả lẽ bây giờ ở đây là cái điểm mà có cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro nó tốt như vậy mà đi bán. ADX và trend giảm thì đúng rồi, ADX hiện tại nó đang biểu hiện cho cái xu hướng trong khung ngắn hạn là khung daily mà. Bây giờ nhìn khung daily như vậy thì đương nhiên là xu hướng giảm rồi anh chị. MACD cắt dưới zero này. ADX đang cắt trên 20 này. ARUN nó cũng đang ARUN down trên ARUN up này thì đương nhiên là xu hướng giảm rồi. Đang ở trend giảm rồi. VND, ORS, C4G hồi giá nào bán át? VND giữ được 19.35 thì sẽ hồi về 20.6. Mình chú ý 20.6 đối với VND. ORS này thì mục tiêu hồi sẽ là 14.95, 15. Và C4G. C4G
Thì một người căng nhỉ. C4G mình sẽ có 10.1 cho tới 10.4 để cơ cấu á. Nhà đầu tư sẽ rời bỏ thị trường á, thì nói chung thì em thấy cái vấn đề mà anh chị mình nói là nhà đầu tư rời bỏ thị trường nó diễn ra hàng năm rồi. Khi mà một lớp nhà đầu tư ra đi thì sẽ có lớp mới tham gia vào thôi à. Chứ bây giờ mà anh chị mình kêu rời bỏ thị trường hết thì chắc có lẽ là năm 2022 hoặc là năm 2007, 2009, 2010 gì đó thì nó rời bỏ hết đi rồi. Bây giờ thanh khoản còn lớn hơn, chứng tỏ là nhà tôi còn vào nhiều hơn. Tí quên like à, anh chị mình mà theo dõi quá chưa bấm like thì mọi người bấm like giúp em nha. Đã cắt lỗ tài khoản 15%, một bài học cho con sống sau. Thì nếu mà anh chị mình đánh theo chiến lược của anh chị mà nó vi phạm cái điểm cắt lỗ thì anh chị mình cứ cắt thôi, tuân thủ cái kế hoạch của cả nhà mình thôi. Dịp này may là thị trường còn chưa lấy banh ra đạp đấy anh chị. Mấy con banh lớn mà đạp chắc chỉ số nó còn thấp hơn. Bữa giờ đa phần là Bitcoin nó rụng thôi, mà nó rụng kiểu đấy thì quá căng thẳng. Hồi nãy VCI nó lên tới 4%, bây giờ còn đỏ lên. Thị trường phá vỡ mọi kỹ thuật, chứng khoán Việt Nam ơi chờ đón đấy. Kỹ thuật thì cũng có tính xác suất thôi. Giả sử một cái chiến lược mà nó có tới 70% chiến thắng thì nó vẫn có 30% thất bại mà anh chị. Đâu thể nào mà chúng ta nói kỹ thuật là 100% đúng được. Đúng được thì ở đây ai cũng đi đầu tư hết luôn rồi. Yến mặc áo xanh đi, đừng mặc áo tím. Mấy hôm trước thì mọi người yêu cầu em mặc tím, bây giờ lại chuyển thành xanh rồi à? Cả nhà mình theo dõi thì cả nhà mình vào cái nhóm cộng đồng, em có để cái đường link tham gia trên chat nha anh chị. Tham gia vào nhóm cộng đồng thì anh chị mình cần hỗ trợ vấn đề gì trong giờ giao dịch hoặc là ngoài giờ giao dịch thì anh em sẽ hỗ trợ cả nhà mình trên nhóm ha. Mà đường link em có để trên nhóm nha anh chị.
Kinh nhỉ. Còn VGS trong phiên nó hồi kiểu đấy mà bây giờ đánh sàn luôn anh chị. Quá ghê gớm. VGS sàn 10% luôn. FPT, BMP và mới được không hai em? Bây giờ FPT em thấy là nó vẫn còn cách hỗ trợ một đoạn nữa. Hiện tại hỗ trợ của FPT là ở 106.3. Nên khả năng là nó còn đà giảm tiếp, mình sẽ không vào mới được ở đây ạ. Còn BMP, BMP cũng tương tự luôn. Bây giờ BMP hỗ trợ ở phía dưới là 103.7 và 99.3. Hiện tại chưa bắt được đâu ạ. Thì em còn phải nhả con TCH ra luôn mà nó chưa giảm, sợ trả thù luôn. Mua thì mua cái giá thấp như vậy mình thấy ok này, bây giờ 1.170 thì cùng lắm bây giờ mất 1.150 chỉ mình cắt lỗ thì lỗ khoảng tầm mấy phần trăm thôi, còn bây giờ nó kéo lên tới 1.190 mà anh chị mới mua thì đương nhiên nó lỗ sẽ cao hơn. Bây giờ muốn chắc ăn thì chờ cung nhỏ nó có cái tín hiệu đảo chiều anh chị mình tham gia vào phân tích cho cả nhà mình cụ thể quá còn gì nữa, hôm nay là chỉ dành cho anh chị nào mình liều thôi hoặc là T0 hoặc là cơ cấu hàng gì đấy, còn để mà anh chị mình full margin vào phải chờ phân kỳ. Doanh còn đu đỉnh 2.000 tỷ đáng quá liệt thì đoạn này chị thấy kể cả cá nhân hay cá mập thì đời đều đã có lãi đâu anh chị, cuối cùng thì bây giờ chỉ thấy khối ngoại thôi, khối ngoại là đang có lãi thôi. Đến vùng chán không muốn chửi rồi thì bây giờ đang ở vùng quá chửi này chứ index đúng không, index đang ở vùng quá chửi rồi. BSI nên giữ không ạ? À? Em không biết.
Là sao em biết được vị thế của anh chị mình đang ở đâu? Nhưng mà nếu mà BSI mà mất cái mốc 49.7 là phải xử lý rồi, tại vì mất cái mốc này nó rơi về xa lắm, về 41.2 cơ. Nhưng mà nếu giữ được 49.7 thì có thể nó sẽ hồi lên được 56.4 ạ. Ok, chào mừng anh Nguyễn Toàn trở thành hội viên của kênh. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đang đỏ ATC rồi anh chị. Em vẫn tin là quanh đây là cái vùng kết thúc một cái nhịp chỉnh đầu tiên anh chị ha, mình vẫn tin là như vậy. Đánh vẹn và đòi nâng hạng nha. Thì cứ mỗi lần anh chị thấy là cái câu chuyện nâng hạng hoặc là cao rồi ít nó bật đè lên là nhóm chứng khoán là tiêu. Bây giờ anh chị mình phải hiểu là bây giờ nhóm chứng khoán nhiều con nó nhân 3, nhân 4, nhân 5 lần mà vẫn có những người hô mua được mới sợ. Ở đây mình còn không nắm nhóm chứng khoán là mình còn thấy thấy chán rồi anh chị. Không nắm nhóm chứng khoán mà nắm mấy cái nhóm khác của mình đây đã thấy hơi mệt rồi. Nắm nhóm chứng khoán ở đỉnh thì thôi rồi. Bây giờ kể cả BSI tăng từ 10 lên tới 60 mấy, gấp 7 lần luôn. 6-7 lần như vậy sao mà chơi được đấy. Ok cả nhà mình ha, anh chị mình nghỉ ngơi buổi trưa, quên buổi chiều nha anh chị. Có gì cuối tuần chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau cả nhà Ok, cảm ơn anh chị mình đã theo dõi livestream của hai anh em ngày hôm nay. Anh chị mình chưa bấm like thì tiếp tục bấm like ủng hộ cho hai anh em nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các phiên livestream cũng như là các video tiếp theo ạ. Chúc mọi người sẽ có một cuối tuần vui vẻ bên gia đình. ha. Ok, bye bye cả nhà mình nha. Tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ nha anh chị. Anh chị mình cần hỗ trợ gì thì cả nhà liên hệ trực tiếp với tụi em ha. Hoặc là cả nhà mình tham gia cái room cộng đồng, em có ghim ở cái phần bình luận nha anh chị. Bye bye cả nhà.